Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Raikinon Spaler nhận token RBO nha các bạn. Thì dự án này thì nó được đầu tư bởi người Seasonloop Capital và nó được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội truyền thông ở châu Á, chẳng hạn như là Bilibili.com và Bixi.com và Jinsi.com, những thương hiệu nổi tiếng thôi các bạn. Ok, thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 0.05 token BRBO, tương đương là 5 USD cho giá trị hiện tại mà dự án đã đưa ra nhé. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn ấn vào nút Start để chat với bot. Tiếp theo thì các bạn ấn vào Continue. Sau đó các bạn cộng hai số này lại và điền lại kết quả dưới đây nhé. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đây là hình như là contract của con này sao mà trang chủ của dự án này các bạn, đây là trang chủ của dự án này, cũng như tựa game đó các bạn, game đua xe các bạn. Lambo. Ok, thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì các bạn kéo xuống đây, đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram group cho nhiệm vụ đầu tiên. Các bạn vào Telegram group nhé, chúng ta tiến hành join. Okay, sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh channel. Các bạn ấn vào channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Đây là contract của con token này nè các bạn. Ồ, nó chuẩn bị sắp, nó sắp sửa là list Uniswap các bạn ạ. Nó sắp sửa là list Uniswap. Đợi mình tí nhé, mình xem cái contract của cái con này à. Cái contract của con này là bao nhiêu đây? Tổng cộng của nó. Đợi mình tí nhé. Đây đây, Redkin này. Redkin Play On này. Ồ. Hiện tại thì chưa có Shopee các bạn ạ. À. Tại sao lại nó không hiện tổng cung ở đây ta? Không hiện tổng cung này, mát Shopee còn không này các bạn. Hay là chưa cập nhật nhé. Đây này. Không hiện. Ok, thì chúng ta vào tiếp nhiệm vụ đây. Thì sau khi các bạn join vào kênh channel của dự án xong thì các bạn quay trở lại bot nhé. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Boss and Twitter and Revit. Và tag hai friend. Ok, chúng ta ấn vào on Twitter. Thì trên Twitter của dự án các bạn tiến hành ấn vào nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đã ghi này này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Các bạn Reddit lại nhé, các bạn ấn vào phần Reddit có nghĩa là chia sẻ lại bằng chia sẻ mọi lại một cách trực tiếp nhé. Ok, sau đó các bạn ta vào phần bình luận của bài viết ấy. Các bạn vào phần chỗ bình luận của bài viết này nè. Các bạn tag thêm hai người bạn vào đây giúp mình nhé. Nó yêu cầu cái gì thì mình chúng ta làm lại cái đó đi. Dự án này cũng khá là tiềm năng các bạn. Ok, sau khi bình luận xong thì các bạn ấn vào nút reply, chúng ta trả lời bình luận. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn kéo xuống đây. Các bạn ấn vào nút Don. Sau đó thì nó hỏi chúng ta đã join vào kênh channel chưa. Thì các bạn ấn vào nút Don. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Twitter. Username Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là Bounty là gamer Twitter tag rent then submit a bot link. Ok, tiếp theo thì ở cái nhiệm vụ này này thì nó yêu cầu chúng ta là copy lại cái link cái tag này này. Các bạn copy lại giúp mình nhé. Các bạn copy phần cái chữ từ bounty này này.
Các bạn copy hết xuống đây giúp anh. Các bạn copy hết đi. Sau đó các bạn quay trở lại với Twitter. Thì trên Twitter các bạn chọn vào hình lá chim này. Chúng ta đăng bài viết á. Các bạn hình chọn vào hình cánh chim này. Thì đăng bài viết cũng như tương tự trên Facebook thôi. Các bạn dán cái đoạn đó copy các bạn vừa làm vào đây. Sau đó các bạn tag thêm hai người bạn giúp mình nhé. Các bạn tag thêm hai người bạn vào đây. Tag ba luôn đi. Ok. Thì sau khi các bạn dán và tag ba người bạn xong thì các bạn ấn nút tweet, chúng ta đăng lại bài viết này nhé. Ok. Sau khi đăng xong thì các bạn chọn avatar. Các bạn chọn một profile, hồ sơ profile. Các bạn chọn tweet và reply. Các bạn chọn vào phần này. Anh nhầm. Đúng rồi, tweet và reply. Thì ở cái bài viết các bạn vừa đăng ấy thì các bạn copy lại cái link bài viết các bạn vừa đăng nhé. Thì để copy được cái link bài viết thì các bạn chọn vào dấu mũi tên lên này nè. Sau đó các bạn chọn copy link to tweet. Copy link to tweet. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Chúng ta gửi cho nó. Ok. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví ERC20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví ETH của các bạn. Chúng ta sao chép lại địa chỉ ví ETH. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán địa chỉ ví ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, tiếp theo đó thì nó sẽ hiện ra link red cho các bạn thôi. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là 0.05 token RBO nhé. Và dưới đây là link red của các bạn này. Các bạn copy lại link red đi tìm thêm bạn bè để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 0.005 token RBO. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 0.05 token RBO từ dự án Reckon On đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.